Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn tải game Top Football Manager 2021 trên PC với phần mềm Gia Lập nha. Và đây là game bóng đá khá là hay á. Và để tải được game này trên máy tính thì các bạn sử dụng một phần mềm Gia Lập. Và link tải phần mềm đó thì mình để trong phần mô tả. Các bạn click vào đường link trong phần mô tả hoặc trong phần bình luận ấy, sau đó nó sẽ chuyển qua các bạn sang trang web này để tải nhanh nha. Các bạn click vào nút màu vàng này giúp mình nha. Click vào, sau đấy đợi một tí để nó tiến hành nó tải về. Sau khi tải về xong thì các bạn nhấn đích vào file này và đợi cho nó tiến hành nó cài đặt nhanh nha. Thời gian cài đặt thì tầm 5 đến 7 phút gì đó, có thể lâu hoặc nhanh hơn tùy thuộc vào cấu hình máy tính của các bạn thôi. Sau khi cài đặt xong thì các bạn mở phần mềm Gia Lập đó lên nha. Còn bây giờ mình sẽ tắt nó đi vì mình đã cài đặt xong rồi, và mình sẽ tắt nó đi để mình mở trực tiếp thì hướng dẫn cho các bạn luôn cho nó nhanh nha. Và khi mở lên thì các bạn sẽ thấy nó có giao diện nó như thế nhà này đây. Rồi. Và các bạn chọn vào phần setting app này, chỗ con chuột mà mình đang quay này, các bạn chọn vào phần setting app này, chọn Play Store. Tiếp theo thì các bạn đăng nhập tài khoản Google Gmail của các bạn vào nha. Đăng nhập vào thì mới được sử dụng cái Google Play này. Sau khi đăng nhập vào xong thì các bạn gõ là Top Football Manager. Đây. Và bây giờ để tải được game này thì các bạn nhấn vào nút Install nè. Nhấn vào nút Install hoặc chỗ này có chữ cài đặt, các bạn cứ nhấn vào cho mình. Đây, và đợi một tí game này để mình xem coi. Game này khóa là nhà có 74.13 MB à. Sau khi tải xong thì các bạn nhấn vào nút Play hoặc nút mở để tiến hành mở game lên và chơi nha. Đây. Các bạn đợi một tí, sắp xong là game này nhẹ lắm. Và bây giờ các bạn có thể xem mình trải nghiệm game này nha. Nếu có vấn đề gì thì các bạn cứ để lại ý kiến trong phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giúp cho nha. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.